thôi, mà từ từ uống hoài. Uống là ngâm sữa trái là ra làng. Uống nhiều đi đâu thầy? Đi thầy uống nhiều. Tính đi Phú Quốc với cái máy bay rồi hứa đi Thái Lan nữa kìa. Có đi Thái Lan nữa. Hứa đi Thái Lan luôn á. Thì đi Mỹ rồi nó lum chân. Không thấy đâu. Làm thầy xếp xếp hành lý rồi mà cô Nghi là chỉ thiệt chỉ đang gặp đang có cái việc mặt gì thôi. Gặp nạn rồi. Chỉ thiệt chắc chỉ đang có công việc việc gấp thầy chưa đi được. Gặp nạn gì rồi? Nguy hiểm rồi. Mấy ngày này phải nhắn tin cho chị không? Rồi lại nói nó mất hết Zalo, Facebook cho đến điện thoại gì là ngưng liên lạc hết. Thầy nói là nó bị vấn đề hết rồi. Chắc bị mất điện thoại rồi thầy ạ. Mất điện thoại luôn. Biết đâu mất nhà bất cửa. Thân mạng biết còn không. Chứ sao, nếu không có cũng phải đổi số khác cũng nhắn tin đúng không? Mà sim của mình giờ là có mất điện thoại mất này kia cũng là di động làm lợn mấy hồi. Phải không? Gì? Hay bị lâu cay. Thấy không? Nhà giàu. Tụi con hú đại gia. Không mà chỉ đại gia thiệt. Đại gì tao thấy đại. Chỉ cũng cúng dường cho thầy quá trời mà. Cúng đường cúng dường gì cũng không. Cúng đường thì được mua bông rồi quá trời. Bông này bao nhiêu tiền? Các chị đang có việc. Có đón mò. Nói được làm được người ta mới tin mình. Chuyện nhỏ nhất mà không xong làm sao làm việc lớn được. Ừ, sao cái chuyến này thầy có mừng không thầy? Đi được kiếm được thôi. Gì mà đó đi không được Phú Quốc thì thầy đi Nha Trang còn lấy thầy đi đâu cũng còn mà thời không nói trước được cái gì cả. Rồi đi rồi hai thầy có đi không được. Mình cũng hỏi mày hỏi chi kỹ vậy, mày có đi theo không mày hỏi. Cứ hỏi với họ tới mà không đi. Họ để sắp xếp ngoài Nha Trang đó mấy người phục vụ cho thầy á. Mày ơi mày thăng mày xong rồi. Hỏi thì thầy ở khách sạn nào tối bút mấy xạo quá mấy em đó bút xa rồi chứ. Xạo quá. Tao không tin mày nói. Hỏi mày cứ tối ngày mày theo dõi tao đi đâu làm gì. Chi vậy? Hỏi để sắp xếp mấy anh em ở đó tiếp đón thầy. Mày tiếp thông tin chở thầy đi ăn thịt đi. Tốt quá. Đi đi đảo đi biển rồi chơi chứ. Tốt quá tao sợ. Tốt quá thầy ớn. Chứ đâu phải mà để thầy đi ra đó lang thang được. Để có người tiếp đón dẫn đi chơi đi ăn uống này kia. Định định đưa thầy đi Phú Quốc hả mà khó? Đi Phú Quốc đại gia hứa chở đi mà bị bể kèo là đó, nói hay quá đó. Ô đại gia để tét gì tao còn thấy không? Gia một xương không hả thầy ha? Đại nghe tôi dài ba chỗ dài ba triệu chục triệu cái bài nói mình đại gia. Không biết thầy có nhiều tiền mà sao gặp ai không nói thầy có chắc nhiều tiền lắm. Ai trò chuyện nói ông thầy nó cũng nhiều tiền. Thấy ông đi du lịch đó lại đi học trước rồi. Giàu mà chẳng giàu. Cái ai tới cúng dường nhiều không thầy? Má nào cái ai tới cúng dường nhiều không? Cúng dường nó nãy giờ mà cứ nó hỏi hoài. Gần Tết mà nó có chứ sao mà bán lẻ buồn nữa thầy. Tới rồi Tết này lấy tiền đâu mà thầy trả lấy tiền đây Tết đã tiền điện mua thịt Tết nè lấy tiền đâu đây. Hỏi tiền đâu đây hoài. Tiền cách sắt chứ đâu hỏi hoài. Tiền đâu mà cứ hỏi tiền hoài.
tiền đâu là đầu tiên. Mà đó là thầy đi tu mà cần gì tiền thầy? Đi tu là buông bỏ mà. Ừ, đúng rồi, buông bỏ. Đâu cần tiền đâu. Cần tiền làm gì nhiều thầy. Nói chung là mình đi tu là làm bữa rau, bữa cơm thì cũng qua bữa. Đúng không thầy? Thầy đâu có ăn rau đâu, em mới nói rau mà. Bữa đi cơm tu là buông bỏ. Ăn là để nuôi thân chứ đâu phần cả phải có thịt chứ không thầy. Nói xong. Gâm vòng rồi. Quý vị thấy thầy Thích Trung Phúc vất vả không? Vậy mà không ai thương hết. Nãy giờ lưỡi thầy có đèn. Cái nó đau quá trời. Lưỡi thầy hả? Ừ, lâu lâu cái có rầm hay cái gì đó, cái nó có đèn. Cái này bỏ này. Bỏ luôn rồi thầy. Đổ rác luôn hả? Cái này đổ vô cho đựng cỏ thì được. Cái này là cái nào bỏ hoặc cái nào nó ấy mình bỏ nè. Yeah, hay này không? Cái này là cái tủ xưa mình bỏ. Để mình kiếm cái chuyện là bỏ cái đẹp đi. Bỏ rác luôn thôi. Để tí có ổn. Nó ra chưa bị gì không? Nó rớt cành nó cái hết rồi. Chú anh chị, chú anh chị xem một cảnh hồ sư cô trời nắng ngồi bán thấy thương quá, ế vô ngồi đốc bóng nhìn thấy cô thấy tội. Cái chú anh chị dùm sư cô này. Mấy mai mới ra là của thầy gì? Mấy sao là tôi bán 500 ngàn được không đó hả? Không có 50 à. 50 mình thấy 500 nè, 400 nè. Giảm giá đó. Ủa lại tất cả máy này thầy bán 50 hết à? Giảm 90%. Đồng giá luôn hả thầy? Đồng giá. À. Dạ thầy. Mua 1 tặng 3 tính tiền 4 hả thầy? Rồi còn bó nhang thầy bán bao nhiêu? 50. Bó nhang 50 luôn. Nhang bó nhỏ thì 10 ngàn. Bó lớn thì 50. Mấy cái này thầy đã thỉnh Phật gì chưa thầy? Gì? Mấy sao chuỗi thầy đã thỉnh Phật chưa? Thỉnh chưa? Gì? Mấy sao chuỗi thì thầy đã thỉnh Phật. Thỉnh còn khai nhãn là gỡ thầy tụng kinh mới kêu khai nhãn. Mấy bởi vì tụi con không có cái từ thì không chưa hiểu gì chứ. Mấy dây đẹp quá thầy. Này chắc là nhiều Phật tử đến thích mua lắm này. Tết này mọi người đến chùa thầy Phúc thì nhớ ghé mua ủng hộ thầy nha. Tại thì thầy có đủ tiền để mua gà vịt ăn Tết chưa thầy? Gì? Thầy đã đủ tiền mua gà vịt heo quay, vịt quay để ăn Tết chưa? Có ai cúng dường đâu mà đủ không đủ. Trời. Có quay ai cúng dường cho thầy 50-100 triệu ăn Tết đâu mà hô đủ không đủ. Cái gì gần Tết là mà mày hỏi mấy người đại gia đó, mày hỏi mấy người mà khoe YouTube, coi YouTube thường á. Vì gần Tết rồi mà nói là đúng ra là hả sao mấy anh chị coi video mấy năm nay mà không thấy Tết rồi ông thầy không có cái gì mà mấy người im re vậy
chán quá ha. Không coi cho đã mà. Coi thầy, thương thầy, thăm mộ thầy, nhưng mà Tết để thầy không có miễn thịt thầy ăn Tết à? Nói không à. Ít nhất Tết này phải mua đấy thầy một con vịt quay hay là gà quay hay là heo quay vậy thầy à? Tết thì đủ thứ hết á, chứ không có riêng một thứ gì cũng cần hết á. Đồ bánh mứt. Bánh mứt. Thịt cá, rau, cải, hoa, quả. Giờ là ta chuẩn bị củ kiệu nè. Củ kiệu, rồi dưa mắm, dưa muối gì đó. Dưa món à? Các cái thứ vật dụng để làm từ từ. Củ kiệu, đồ khung, đồ hũ, rồi nấm, nấm mèo, nấm rơm, chuẩn bị hết đủ thứ hết á, không có để rau, rau lang, rau cải rồi đó, nước tương rồi, nước tương nữa, chao chuẩn bị Tết, chao thầy bán chao, chùa bán chao rồi, nói rồi, tôi quên chứ thầy ăn mặn mà đâu có nói, mà Tết này mọi người không cúng thịt thì chắc thầy ăn chay thật chứ, có rồi. Mọi người mà không có heo quay, vịt quay chắc thầy phải thầy nấu cơm thầy ăn với rau không có chứ. Chắc đó, thầy ăn cay rồi chứ. Cơm thầy chiên với mỡ. Gì cũng ăn hết. Cũng thiếu thứ gì vậy nè. Biết mấy bữa thầy ăn thịt không mà thấy thầy da dẻ cũng hơi xanh xao so với mọi năm. Có vẻ ốm đi. Gầy đi. Vậy mà mấy đứa không có lo cho thầy gì chứ. Thế không biết mấy bữa thầy ăn uống như thế nào thầy? Ăn uống như thế nào mà thấy sức khỏe thầy hơi bị sa sút. Rồi còn ho nữa. Yếu đuối luôn. Ho, đau họng, đau răng nữa. Ủa sao chứ làm sao thầy? Không biết thiếu gì. Bữa đó thầy nói hết 90 triệu à. Giờ lo cho thầy đi. Đó, bảo lãnh cho thầy đi. Muốn ăn tốt. Cười có duyên. Mà biết cái răng của thầy không biết vì sao mà nó hư vậy thầy? Có phải mình nhai quá mạnh không? Hồi đó ăn kẹo nhiều quá. Chung là do thầy ăn thịt nhiều quá. Cắn răng nhiều quá. Có nào thầy gặm xương gặm xương heo, xương bò nó nhiều quá không? Nên răng nó bị ảnh hưởng không? Gặm nhiều thứ quá. Thà gặn xương không, xương với gân không. Thầy đi tu rồi, thầy ăn da rồi không? Ăn xương, ăn thịt rồi không? Cảm sao mà giờ phải đi mượn răng hết trơn. Răng thầy mới 4 mấy tuổi mà như vậy thì không biết lên 5 mấy tuổi không biết răng thầy như thế nào. Đến rồi đó ăn thịt không được chắc ăn chay quá. Trời, ăn gì mà mày không nhai mày? Mày ăn rau ăn cải cũng nhai, mày nghĩ sao ạ? À? Mềm hơn. Sao mềm? Như thầy ăn đồ hũ á. Mày nhai dai rau còn dính vô mấy cái răng còn mày gỡ không ra, mày nghĩ sao ăn rau mà họ không nhai? Như thầy ăn đồ hũ á, bỏ gầm á. Mới cho quốc không? Quá. Thầy không muốn thuê tuyển một đệ tử về làm công quả thầy. Thôi đó. Cho thầy không muốn về băng nghiễn chứ mười khó về phụ thầy. Về mấy đứa nó bán chùa ta luôn. Mười khó nó bán chùa hả thầy? Về mà nó thấy không đem điều may mắn mình ta đem điều đau khổ chết. Tết này phải tuyển một đệ tử về làm công quả, quét chùa, nấu nướng nè, làm mai rồi nữa.